Hay thế nhỉ. Ui. Ok, chào tất cả anh em. Mọi người ơi, mọi người xem chất lượng mạng thế nào rồi đó. Anh em chia sẻ đi, đây là bao nhiêu, 52 rồi. Đây là trận đấu giữa Minh Phúc gặp Đức Phát. Ui, quả lưới. Mọi người chất lượng mạng ra sao rồi ạ? Em mong là nó rõ. Chứ còn em cố gắng hết rồi, hết sức rồi. Nếu mà rõ thì anh em comment rõ nào. Chia sẻ đi xem trận Đức Phát giữa Đức Phúc. Hay thế. Ui. Anh em chia sẻ video lên chợ của Long giúp em nhá. Trận đấu này cực kỳ hay. Trận bên cạnh là trận Đình Hoàng với như hai trận đều hay. Trận nào cũng hay. Ui. Đúng rồi, Đức Phát đập mạnh lắm mọi người ạ. Em không biết nhưng mà mạng như này là em thấy nó như này là tốt lắm rồi ạ. Còn do mạng mọi người như nào không biết, nhưng mà hiện tại đây như thế này là chỉ được như thế này thôi. Nên anh em chịu khó. Cố lên Phúc ơi. Điểm số anh em thích xem hai trận một lúc hay là một trận? Để em đặt vào giữa thì chúng ta xem được hai trận. Ok, xem một trận thôi. Tập trung vào trận này nào. Điểm số 4-8 cho Phúc. Ui, Đức Phát đập mạnh lắm anh em ạ. Trần Phúc nhanh lắm. Hay thế. Ngoài sân mất rồi. Ok, nhưng ai đang xem mình hãy cho một cái chia sẻ lên chợ của Lông nhá. Mọi người nếu ai đang xem mình chia sẻ video lên chợ đi. Chỉ giòn được thế thôi anh ơi. Được chưa anh em ơi? Zoom thế này được chưa? Zoom như này được chưa? Nhìn rõ chưa? Ôi mạng bị nào á. Ok, điểm số 17 cho Đức Phát. Anh em chia sẻ video lên chợ giúp em đi ạ.
Hay thế. Wow. Ok mọi người đang xem mấy cho một cái chia sẻ lên chợ nhá. Trận đấu cực kỳ hay. Điểm số là 11-7 cho Đức Phát. Đức Phát quân đội, còn Minh Phúc là ở Hải Phòng. Minh Phúc sinh năm 2000, còn Đức Phát sinh năm 98. Sau những trận đấu này sẽ là những trận đấu của hay thế, đội nam nữ đánh hay thế. Trận bên kia hay thế. Ui. Nói chung là chất lượng mạng như này là ok rồi đúng không anh em? Chào 120 người đang xem. Mọi người cổ vũ đi ạ. Ai cổ vũ cho Minh Phúc thì comment 1, ai cổ vũ cho Đức Phát thì comment 2. Theo như học thấy thì Đức Phát nhỉnh hơn. Đức Phát thì nhỉnh hơn Minh Phúc. Nhưng mà Minh Phúc đánh cũng rất là hay mọi người ạ. Minh Phúc rất là nhanh. Học cổ vũ cho Minh Phúc. Cố lên Phúc ơi. Nên là ai đang xem thì cho họ một cái chia sẻ nhá. Vừa cho học chia sẻ vừa động viên Hải Đình Hoàng. Trận bên cạnh Đình Hoàng. Trận bên cạnh Đình Hoàng gặp Thanh Thảo, Thu Thảo, Đồng Nai. Đây là những trận tranh kiện tướng mọi người ạ. Mọi người ơi, mạng có ok không ạ? Nếu mạng ok thì mọi người comment cho em biết được không ạ? Nếu mạng nét thì mọi người cho em biết. Còn để nếu không nét thì em chỉnh. Điểm số 8-11. Hay lắm, đây là những tay vợt hàng đầu Việt Nam nhá mọi người nhá. Mình hay thế. Cố lên Phúc ơi. Wow. Trong. Cầu trong sân. Hay thế nhỉ. Điểm số 9-11. M là do chất lượng mạng của mọi người ạ. Còn mạng như này căng đét rồi. Ui, mạng nét như thế này bỏ mờ là sao? Anh em đang xem thì cho một cái chia sẻ được không? Cho họ một cái chia sẻ lên chợ Cầu Lông đi. Trận đấu này hay quá. Điểm số 12-9 cho Đức Phát. Mọi người phải chia sẻ đi ạ. Anh em chia sẻ đi để cho nhiều người vào đây xem. Mọi người mỗi người cho một cái chia sẻ lên chợ Cầu Lông. Điểm 13-9. Cố lên. Em chào anh Tuấn, chào tất cả anh em. Cổ vũ đi, mọi người cổ vũ đi nào. Đức Phát thì nhỉnh hơn. Ui. Vì sao Đức Phát đập rất là mạnh. Không biết ai có mang cái xà không nhỉ. Chí Đức ơi, em có sạc điện thoại không? Em có sạc điện thoại nào không? Đình Hoàng. Hay thế, hay thế. Một pha kéo lưới. Quá kinh. Ok, chào mọi người nhá. Giờ này em đánh rồi ạ, hôm qua em gặp Hải Đăng thua rồi ạ. Hay lắm. Điểm số 11-13 cho Đức Phúc, Minh Phúc. Ok, chào 150 người đang xem. Ok, chào tất cả anh em nha, chúc anh em buổi sáng về. Anh em tập trung vào trận đấu nào. Anh em cổ vũ cho Minh Phúc thì anh em cổ vũ. Cổ vũ cho Đức Phát thì cổ vũ. Wow. Đánh cầu Zunex, đánh cầu Zunex. Đây là đập. Cầu Zunex bay cực kỳ chuẩn luôn. Cầu Zunex bay chất lượng. Cầu này 900.000 một hộp. Ok. Cảm ơn tất cả anh em.
anh em động viên ui Đình Hoàng đang thắng một set rồi, không biết set hai thế nào nhưng mà Đình Hoàng set một thắng rồi. Điểm số 17-11, nhanh thế nhỉ. Ui 18-11 rồi. Sau trận đấu này sẽ là anh Tiến Minh đánh. Giải thi đấu giải này là giải vô địch. Em nói qua cho mọi người biết nhá. Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh cúp Zonex Sunrise Đồng Nai. Giải thi đấu được diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9. Giải này là giải quy tụ tất cả những tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam. Giải đấu rất mạnh nhất trong một năm. Nói chung mà được có mặt ở đây là toàn những tay vợt hàng đầu. Đức Phát, Cao Cường, Tiến Minh, Hải Đăng, Minh Phúc đánh hỏng rồi. Điểm số 20-12. À, đánh cầu Zonex. Cầu Zonex này là cầu đạt tiêu chuẩn quốc tế mọi người ạ. Dã man đập. Đập mạnh lắm. Thực sự cái cầu Zonex này mà đập thì cảm giác nó mạnh, nó nhanh. Tiến Minh có nhá. Tiến Tuấn sắp đánh. Tiến Tuấn gặp Hoàng Anh. Ui trận đấu này bị hay. Tiến Tuấn đang khởi động. Tiến Tuấn tí nữa sẽ gặp Hoàng Anh Vĩnh Phúc. À đấu Hoàng Anh Lâm Đồng. Anh Hoàng Anh á. Trận đấu đấy cực kỳ hay. Rất cân tài cân sức. Anh em nhớ chia sẻ và để đón xem nhá. Em thì em thua rồi ạ. Hôm qua em được gặp hôm qua em gặp Hải Đăng. Hôm qua được gặp một thần tượng của mình nhưng mà thua rồi. Tiến Minh tí nữa đánh ạ. Anh Tiến Minh đang khởi động ở góc sân. Tiến Minh tí nữa sẽ gặp Trì Quảng Trị. Trận đấu đấy cũng hay. Nhưng mà hay với mình thôi. Còn với anh Tiến Minh thì nó cũng bình thường. Vì anh Tiến Minh là đẳng cấp quốc tế rồi mọi người ạ. Ok, tí nữa sẽ quay Tiến Tuấn đánh. Sau trận này chắc là Tiến Tuấn đánh thôi. Tiến Tuấn gặp Hoàng Anh. Set 1 thì Đức Phát thắng rồi. Anh em cổ vũ đi ạ. Trước mắt anh em kia là Hoàng Hải nhá. Hoàng Hải quân đội. Một trong những kiện tướng cầu lông Việt Nam. Có nhá. Ok thì trận Bắc Giang có. Bắc Giang đang đánh đua nữ. Trận Hoàng Hải với Mai Anh đánh với Việt Hồng đang rất là hay mọi người ạ. Nhưng mà em chỉ quay được một trận thôi. Chúng ta xem Bắc Giang đánh hay thế. Tiến Minh chưa đánh. Tiến Minh một tí nữa mới đánh. Tiến Minh chưa đánh nhá. Đôi nam nữ sắp hết rồi anh ạ. Hay thế kéo lưới. Nhưng mà ok điểm 1-0 cho Đức Phát. Anh em tập trung một trận thôi. Xem xong trận này chúng ta xem trận khác. Chứ chúng ta không rất nhiều trận hay nên là chúng ta cứ từ từ. Không đang quay trận này nhảy trận khác làm gì đâu. Dạ vâng ạ. Em thì hơi mệt thôi. Hay thế. Cầu ngoài sân điểm 1-2 cho Đức Phúc, Minh Phúc. Trận Bắc Giang đang thua rồi ạ. Bắc Giang thua một set rồi. Ui. Có thể nói cổ tay của Đức Phát cực kỳ khỏe luôn.
Nhưng mà Minh Phúc chân rất là nhanh. Bên kia Đình Hoàng với Tuấn Anh à? Không, Đình Hoàng với Thu Thảo, Đồng Nai. Anh em chia sẻ video đi, chia sẻ lên 300-400 người xem đi. Hôm qua lên được 600-700 cơ mà. Hôm qua em đánh lên 600-700 người xem. Khiếp, nhiều thế. Ui, hay thế, vẫn còn. Giải này có, giải này là giải vô địch, đánh đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ, đơn nữ, đôi nữ, đánh tất. Có chị Linh, chị Trang đánh hết. Điểm số đang là bao nhiêu rồi? Ba đều. Anh em chia sẻ video đi ạ. Lên mọi người, mỗi người xem chỉ cần bỏ ra 1 giây thôi, chia sẻ video lên chợ cầu lông, để cho nhiều người được vào đây xem để học tập. Vì đây là giải đấu rất là mạnh và nhiều, họ đánh rất là hay, nên là mình phải vào đây để xem, học tập. Đức Phát thì đập mạnh thì không phải nghĩ rồi anh em ạ. Đức Phát vừa có thể hình, vừa có thể lực. Hay thế. Cầu ngoài sân. Điểm 4-2 cho Đức Phát. Hôm qua học đánh, em qua em đánh 6, hơn gần 700 người xem. Không biết, em không biết nhưng mà mọi người cứ thích xem em đánh. Em cứ đánh là nhiều người xem. Không biết tại sao. Đức Phát đánh với Quân Đội. Đức Phát sinh năm 98, còn Minh Phúc sinh năm 2000. Đức Phát thì thể hình to hơn. Đức Phát to cao hơn. Em không biết nhưng mà cứ em đánh là nhiều người xem. Không biết tại sao. Wow, hay quá. Anh em thấy chưa? Không, thực ra bán hàng bình thường mà chị. Mọi người mà quý em, mọi người mua hàng chứ. Em cũng bán đồ thể thao. Em bán quần áo, bán cuốn cán, bán mọi thứ về thể thao. Nên là anh em yêu quý thì anh em ủng hộ em nhá. Hay thế. Có thể nói là Đức Phát đập rất là mạnh anh em ạ. Đức Phát đập đã mạnh rồi, Cao Cường đập mạnh hơn. Ui. Điểm số 72. 72 nhá. Chào hơn 200 người xem. 72. Ui, trận bên này Đình Hoàng cũng hay. Nhưng mà em thích xem trận này hơn. Em chào anh. Em chào anh Hạnh nhá, anh Hạnh chia sẻ với em giúp em đi ạ. Ok, chào 220 người đang xem. Nhiều quá. Mọi người chia sẻ với em lên 500 người xem nào. Ui, hay thế. Thấy chưa? Điểm số 37 cho Minh Phúc. Minh Phúc thì thể hình bé hơn, nhưng mà Minh Phúc đánh rất là hay. Minh Phúc. Nói chung là Đức Phát thì có lợi thế rất là nhiều. Tiến Minh chưa? Anh Tiến Minh một tí nữa mới đánh cơ. Nên là anh em khác được xem Tiến Minh đánh. Nhưng thực ra anh Tiến Minh, Cao Cường xuống sân rồi. Hải Đăng đang khởi động. Tiến Minh cũng đang khởi động. Tiến Tuấn cũng đang khởi động. Nam Đơ, anh Nam thua rồi ạ. Chào Duy Hoàng nhá. Ok mọi người chia sẻ video giúp em được không ạ? 200 con người ở đây thì mỗi người chỉ cần chia sẻ một lần lên chợ cầu lông thôi thì nó đã có 200 lượt chia sẻ rồi. Cho nên mọi người nếu ai đang xem thì hãy chia sẻ giúp em. Cầu không qua lưới, điểm số 83 cho Đức Phát. Nói chung là Đức Phát rất là quyết tâm. Em nghĩ là máy Đức Phát sẽ đi rất là sâu. Vì Đức Phát rất là... Cầu trong sân. Về cầu rất tốt. Ok em chào mọi người nhá. Mọi người chia sẻ video gì ạ? Chia sẻ để động viên các vận động viên đi ạ.
Đức phát chân rất là, ui mọi người thấy chưa, mọi người nhìn thấy gì chưa, cổ tay quá khỏe luôn. Đức phát cổ tay khỏe, đập rất là mạnh, cảm giác như quả cầu đập nó bay rất là nhanh. Cố lên nào. Wow, hay thế. Đánh ở nhà thi đấu Đồng Nai ạ. Mọi người ơi, đây là em nói lại cho mọi người nhá, đây là giải đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc tranh giải Zonex Sunrise Đồng Nai. Đây là giải đấu mạnh nhất của một năm, quy tụ tất cả các vận động viên hàng đầu Việt Nam. Đây là anh em ui dồi ôi, dã man. Khiếp. Ok, sau trận đấu này là Hải Đăng sẽ đánh, Tiến Minh đang khởi động rồi. Anh em này, anh em chia sẻ video đi. Anh em thích xem Hải Đăng đánh thì anh em chia sẻ video cho nhiều người vào đây xem đi. Hải Đăng đánh hay lắm anh em ạ. Hải Đăng thì không phải nghĩ rồi. Hải Đăng là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của cầu lông Việt Nam bây giờ. Hải Đăng đang xếp thứ hạng số 2 Việt Nam. Trong giải đấu này thì Hải Đăng được xếp là hạt giống số 2, chỉ sau anh Tiến Minh thôi. Đúng rồi ạ, lối đánh của anh Phát là hủy diệt, cao to nên là cầu lên là dã, rất hay. Ui, Tiến Minh đánh rồi anh em ơi, trận đấu này mới hay này. Vâng, ông có làm thu Hải Đăng ạ. Ui, anh Tiến Minh đánh rồi, mọi người ơi. Ui xoáy thế. Dã. Khiếp. Anh em thấy không? Anh thấy em bảo rồi, anh phát anh cao nên anh đập, anh cổ tay khỏe nữa, anh gõ xuống kích khủng khiếp. Ok, bây giờ sẽ quay Tiến Minh đánh nhá. Ui trận đấu này hay này. Tiến Minh gặp anh Trì Quảng Trị. Trận này hay lắm này. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên 500 người xem để cổ vũ cho mọi người đi ạ. Cho anh em đi. Xem nốt mấy quả này em quay sang Tiến Minh. Tiến Minh sân bên cạnh rồi. Hay thế. Anh em ơi, anh Tiến Minh đang khởi động bên cạnh. Thì chúng ta đợi anh Tiến Minh khởi động. Anh Tiến Minh gặp Trần Văn Trì Quảng Trị. Ok mọi người chia sẻ đi. Dã man đập chưa? Vẫn thủ được. Hay chưa? Điểm số 72. Mọi người ơi, anh Tiến Minh đang khởi động. Thì chúng ta bao giờ anh vào đánh thì chúng ta xem. Chúng ta xem nốt. Trận Đình Hoàng thắng rồi nhá. Đình Hoàng rất hay luôn. Đình Hoàng đánh rất hay. Đình Hoàng mới có sinh năm 2003 thôi mà Đình Hoàng đánh quá hay luôn. Khỏe. Vừa mới thắng rồi. Hay thế. Anh em chia sẻ lên 400 người xem nào, 500 người xem nào. Trận đấu giữa Nguyễn Tiến Minh và Trần Văn Trì hấp dẫn chưa? Ok anh em. Anh Tiến Minh đang đánh bên cạnh. Nhưng mà chưa đánh, mới đang khởi động thôi. Nên là chúng ta xem nốt trận đây, xong thì chúng ta sang xem bên kia. Lạc thế. Dã man đập. Bình Phúc đang rất nỗ lực. Hay thế. Úi dồi. Mọi người ạ, Đức Phát nó có lợi. Đức Phát anh ấy lợi thế là anh ấy cao. Nên là những cái pha phung lao của Minh Phúc nó chưa đủ xuống cuối sân thì anh Phát anh chỉ bó cổ tay xuống cái là chết. Em sinh năm 99 ạ. Ok. Bây giờ em sẽ quay sang trận anh Tiến Minh đánh nhá.
Anh em nhìn nhìn thấy ạ. Mọi người có nhìn nhìn rõ không ạ? Ui, Tiến Minh đánh này, mọi người chia sẻ video đi. Anh Tiến Minh gặp Trần Văn Trì Quảng Trị. Điểm số 0-0. Đây là một trận đấu cực kỳ hay. Aman. Nói chung là đeo cầu đeo cầu với anh Tiến Minh thì mọi người biết như nào. Anh Trì đánh rất là hay mọi người ạ. Nhưng mà so với Tiến Minh thì vẫn kém hơn. Mọi người chia sẻ video đi. Điểm số 1-0 cho anh Tiến Minh. Mọi người chia sẻ lên 500 người xem giúp em được không ạ? Mỗi người hay thế cầu ngoài. Mọi người chia sẻ video giúp em được không? Chia sẻ lên chợ Cổ Lông ạ. Những ai mà chưa chia sẻ thì cho em một cái chia sẻ lên chợ Cổ Lông đi. Điểm số 2-0 cho anh Tiến Minh. Anh Tiến Minh đánh hay lắm. Đẳng cấp thế giới rồi. Mọi người xem con nét không ạ? Ok mọi người chia sẻ video đi. Hay thế, trận này rất là hay. Với em thì nó rất là hay, nhưng mà với anh Tiến Minh thì em nghĩ nó bình thường thôi. Đập cầu tốt. Đổi điểm 1-3 cho anh Trần Văn Trì. M là do mạng của anh ơi. Thực ra mạng như này em thấy ok mà. M là do chất lượng mạng của mọi người á. Mạng như này là quá nét rồi mà. Mọi người xem con nét không ạ? Vô em cảm ơn anh Nam ạ. Ok, chào 300 người đang xem nhá. Anh em những ai đang xem thì hãy giúp học chia sẻ video lên chợ Cổ Lông được không ạ? Để cho nhiều anh em lông thủ vào đây chúng ta học tập. Đây là trận đấu giữa anh Nguyễn Tiến Minh và Trần Văn Trì Quảng Trị. Chém cầu không vào lưới. Đổi giao cầu 4-1. Ok, em chào mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Anh Tiến Minh thì đẳng cấp thế giới mọi người ạ. Nên là ăn được một điểm của anh Tiến Minh thì không phải dễ đâu. Hay thế. Nói chung là anh Tiến Minh thì anh chỉ đánh đeo đeo thôi. Anh ấy không phải đập. Anh cứ đeo là tự. Hay thế, một pha đập cầu tốt. Điểm số 2-4 cho Trần Văn Trì. Nét mà mọi người. Tiến Tuấn chưa. Sau trận này Tiến Tuấn mới đánh. Đây này, có khi Tiến Tuấn mới ở đánh à.
Tiến Tuấn gặp anh Hoàng Anh. Cố lên em ạ. Tiến Tuấn đánh bên cạnh luôn. Tiến Tuấn gặp anh Hoàng Anh đồng Lâm Đồng. Hoàng Anh ngày xưa đánh Vĩnh Phúc ấy. Giải này không tính độ tuổi. Giải này là giải vô địch. Điểm số 3-4. Mọi người cầu ngoài sân. Điểm số 4-5-3. Ok nhá, những ai chưa chia sẻ thì hãy cho em một cái chia sẻ lên chợ. Mọi người bỏ ra 1-2 giây chia sẻ nhá. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ nhá. Hay thế. Đập cầu tốt. Một pha đập cầu quá kinh khủng. Điểm số 4-5. Anh Trần Văn Trì đánh rất hay mọi người ạ. Ui trận đôi nam nữ bên kia hay thế. Bên trận nào cũng hay mọi người ạ. Nên thôi chúng ta ưu tiên trận anh Tiến Minh đi. Trận đôi nam nữ bên kia Hồng Việt Thái Bình gặp Séc Ba rồi kìa. Mạng sao lại mờ là sao? Ôi mạng nát như mạng. Không phải đâu mọi người ơi, đấy là do chất lượng mạng của mọi người đấy. Còn em xem ở đây nét mà. Điểm số 5-7 cho anh Trần Văn Trì. Anh em xem chất lượng mạng sao ạ? Nếu mà mờ thì mọi người comment đi. Anh em thực sự là mạng em quay đấy rất là nét. Mạng mờ là do mà đấy là chất lượng mạng của mọi người nhá, không phải là. Nói chung mà nó hơi mờ, lúc con đăng nét nó hơi mờ, xong một tí nó mờ một tí, mọi người phải thông cảm vì nó chỉ được như vậy thôi ạ. Chứ live stream làm sao mà nét được mọi người, live stream làm sao mà căng nét được. Hay thế. Ui cầu không biết trong hay ngoài. Cầu ngoài sân. Điểm số 9-5 cho anh Tiến Minh. Đấy, vẫn có người bảo mạng ok mà. Ok, mọi người chia sẻ video giúp em đi. Chào 300 người đang xem. Tuyệt vời quá, mọi người chia sẻ. Hải Đăng đang khởi động rồi. Đập cầu quá tốt. Điểm số 10-1-5. Mạng nét căng mà sao không loát được video nhỉ? Thấy chưa? Có rất nhiều người đang bảo mạng vẫn bình thường mà. Anh ơi nếu mờ thì nếu mà bị mờ thì em chỉ mạng này mờ gì nữa chẳng biết. Đôi nam nữ thì xem một chút trận này đi. Tiến Tuấn gặp Hoàng Anh. Hay thế, trận nào cũng hay. Anh em cổ vũ cho các bạn. Cổ vũ cho vận động viên đi. Nếu mạng hay thế.
Ok. Sao mày Tiến Minh vậy? Ok anh em tập trung vào xem đi ạ. Điểm số 6-13. Em thấy trận Hoàng Anh với Tiến Tuấn căng hơn mọi người ạ. Anh em xem trận này đi, xem set 1 xem như nào. Nếu mà set 1 lệch quá thì chúng ta chuyển sang trận Tiến Tuấn với Hoàng Anh. Vì anh Tiến Minh thì đẳng cấp quốc tế rồi nha. Đánh với anh ấy cực kỳ khó. Ok anh cảm ơn. Tiến Minh thì đẳng cấp chênh lệch quá mọi người ạ. Hay thế. Bảy mươi lăm rồi. Ok mọi người nhá. Thì xem nốt xem này thì em quay Tiến Tuấn đánh. Tiến Tuấn với anh Hoàng Anh đánh căng hơn. Anh Tiến Minh thì đánh anh chỉ đánh rất hay nhưng mà với anh Tiến Minh thì nó lại rất là bình thường. Với anh Tiến Minh anh đẳng cấp quốc tế rồi. Trận Tiến Tuấn với anh Hoàng Anh hay hơn. Xem nốt xem này chúng ta chuyển sang Tiến Tuấn với Hoàng Anh đánh hay lắm. Xem nó căng hơn thì xem nó hay hơn mọi người ạ. Đợi em xem nốt xem này nhá. Điểm số 8-16. Trận bên ui chân anh Tiến Minh nhanh lắm. Cầu ngoài sân. Điểm số 9-16. Trận đua nam nữ thì mọi người ơi, trận đua nam nữ thì điểm số đang chênh lệch quá. Set 3 nhưng mà chênh lệch. Hay thế. Hay quá. Điểm số 10-16. Đây là hiệp 1 ạ, đây là set 1. Cao Cường cũng đang đánh ạ. Anh Cao Cường gặp anh Đình Tuấn Bắc Ninh. Mười một mười sáu rồi. Hay lắm mọi người chia sẻ với em giúp em đi ạ. Ui cầu ngoài sân điểm số 12-16. Ui đập mạnh quá. Điểm số 12-16 anh Trì đang rất cố gắng. Mọi người cổ vũ cho anh Trì đi. Anh Tiến Minh thì đẳng cấp hẳn rồi. Đập cầu tốt, điểm số 17-12. Anh Tiến Minh là một tượng đài rồi. Nên là cổ vũ cho những người gặp Tiến Minh. Trận nam nữ bên kia thì đôi Thái Bình thắng rồi ạ. Chưa thắng nhưng mà bao nhiêu điểm. Điểm số trận đuông. Ủa hay thế. Vô địch đơn nam thì chắc anh Tiến Minh thôi ạ. Điểm số 13-17. Hay thế. Lên một giây rồi. Cầu trong sân.
Điểm số 18-13. Anh Tiến Minh đánh rất chuẩn. Đức Phát với Minh Phúc thì Đức Phát thắng 2-0 ạ. Chào Hải Vũ nhá. Anh Tuấn Ủ đang đánh gặp Cao Cường. Ui, hay quá nhỉ. Hay quá. Ui, hay quá, vẫn còn. Cầu ngoài sân hay trong chả biết. Cầu ngoài. Ui, cầu ngoài sân. Điểm số 14-18. Anh ơi, Cao Cường với Hải Đăng thì cái đấy em không biết ạ. Cái đấy phải đánh với nhau mới biết được. Nhưng mà anh Cao Cường vẫn nhỉnh hơn. Nhưng mà Hải Đăng thì là tay vợt trẻ triển vọng nhất. 19-14 rồi. Anh Trì đánh hay quá. Anh Trì của đánh quá hay luôn. Mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ lên 500 người xem đi. Đánh với Tiến Minh mà rằng co không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Ngoài rồi. Điểm số cuối cùng của server thứ nhất 20-14. Hay quá, Tiến Tuấn đánh hay quá. Trận bên cạnh Tiến Tuấn với anh Hoàng Anh thì cứ nghĩ là trận đấu sẽ rằng co, nhưng mà điểm số đang rất chênh lệch. Có vẻ anh Hoàng Anh điểm số giữa Tiến Tuấn và Hoàng Anh là đang là 16-6. Hôm qua anh thua, anh sao thắng được Hải Đăng. Đôi nam nữ xong rồi ạ. Đôi nam nữ đôi Thái Bình thắng rồi ạ. Đôi nam nữ Thái Bình thắng rồi nhá. Đôi nam nữ Phương Hồng Việt thắng rồi nhá. Đánh 3 set nhưng set 3 thì thắng sâu. Trận bên cạnh trận Tiến Tuấn với Hoàng Anh thì điểm số đang là 18-7. Tiến Tuấn đang dẫn. Tiến Tuấn 18-8. Anh Hoàng Anh nghe vẻ là Tiến Tuấn đánh hay lắm mọi người ạ. Tiến Tuấn với Hải Đăng là hai tài năng trẻ. Tiến Tuấn thì đang dẫn 29. Thôi chúng ta xem trận Tiến Minh đi. Tiến Tuấn Tiến Tuấn thắng một set rồi. Anh Hoàng Anh nghe vẻ là như kiểu là bỏ. Tiến Tuấn vừa thắng 29 rồi. Chúng ta xem trận anh Tiến Minh đi. Xem Tiến Minh để học tập mọi người ạ. Tiến Tuấn hơn mọi anh ạ. Em nghĩ set đấu thứ hai này anh Tiến Minh hay quá. Ui, vẫn còn. Cầu trong sân. Điểm số 3-0. Ui, anh Tiến Minh khỏe lắm. Đánh sang set thứ hai với đánh với anh Tiến Minh thì hầu như ở Việt Nam này ai sang set 2 cũng như kiểu là hết pin đó. Vì anh Tiến Minh là đẳng cấp quốc tế rồi. Anh Trì đánh hay thế nhé mọi người. Cầu ngoài sân. Điểm số 5-0. Chết rồi. Anh Trì cần bình tĩnh không làm là lên một phát 10-0 luôn đấy. Thể lực anh Tiến Minh thì không phải nghĩ mọi người ạ. Mọi người xem nhá. Khiếp. Đồng cầu tốt, 6-0. Thấy chưa? Anh Tiến Minh
thể lực anh khỏe lắm. Anh được, anh đẳng cấp quốc tế rồi. Mọi người tin là 10 không không? Hay quá. Một pha xoa cầu. Xoa rất nhanh. Ok, chờ 300 người anh xem nhá. Điểm số 17-16. Sau trận này Hải Đăng đánh nhá. Hải Đăng với Tiến Tuấn là hai tay vợt trẻ tiềm năng nhất. Tiến Tuấn đang đánh bên cạnh. Hay quá, ngoài rồi. Ui. Anh Tiến Minh không đập đâu, anh cứ đánh đeo đeo thôi. Xong thì tự hết pin rồi. Chứ anh ấy... Ui. Quá hay. Điểm số 8-1. Ok mọi người, những ai đang xem thì hãy giúp học chia sẻ cái video lên chợ Cổ Lông được không ạ? Mỗi người cho học một cái chia sẻ lên chợ đi ạ, để cho nhiều người vào đi xem. Ok, chào Kiệt nhá. Chào mọi người nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ. Chào mọi người nhá. Em nói lại mọi người, đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh giải Zonex Sunrise diễn ra Đồng Nai. Giải đấu được tổ chức 5 hôm, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9. Đây là giải đấu quy tụ tất cả các tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Ok, chào Định Văn Nguyên nha. Em chào anh Thục Tâm. Hôm qua em gặp Hải Đăng rồi, thua rồi ạ. Ở nhà ước, ở nhà bảo là ước đi thi đấu được gặp Hải Đăng, đi thi đấu gặp luôn trận thứ hai luôn. Ước gì được đấy. Ok, em chào anh Kevin Trần ạ. Em chào mọi người. Chào 300 người đang xem. Mọi người nếu ai chưa chia sẻ giúp em thì mọi người chia sẻ giúp em lên chợ Cổ Lông đi, để cho nhiều người vào đây xem. Có rất nhiều người đang muốn xem những trận đấu hay, cho nên là anh em hãy giúp họ được xem những trận đấu hay. Ui, Tiền Tuấn đánh hay quá. 11-1 rồi. 12-1 rồi. Trận Tiến Tuấn à, trận Tiến Tuấn à. Mọi người thích xem trận Tiến Tuấn không? Anh Tiến Minh thì anh Tiến Minh anh không bị đập đâu ạ. Hay thế. Anh chỉ có cái quả nó xoa chéo sân cổ tay xuống. Những cái quả như vậy á, dùng cổ tay rất nhiều mọi người ạ. Đây là sân ở Đồng Nai mọi người nhá. Em chỉ biết đây là đánh ở nhà thi đấu Đồng Nai thôi. Anh Tiến Minh khỏe lắm ạ. Anh Tiến Minh. Ok, chào 350 người anh xem. Mọi người chia sẻ video giúp em đi. 300 người, mỗi người cho một cái chia sẻ thì có phải tuyệt vời không ạ? Cảm ơn mọi người nhá. Ok mọi người, anh Tiến Minh đang hơi có phần áp đảo, nhưng mà cũng được mọi người ạ. Cũng phải thông cảm là anh Tiến Minh anh ấy đánh hay lắm. Anh Tiến Minh đẳng cấp quốc tế rồi. Thể lực gọi là tỷ số đang là 15-3. Xét 1 anh Tiến Minh thắng. Đây là trận đấu giữa Nguyễn Tiến Minh và Trần Văn Trì, Quảng Trị. 16-3 rồi. Đúng rồi, anh Tiến Minh giải vô địch thế giới hay giải gì á, gặp Linh Đan. Ui, chân anh Tiến Minh nhanh lắm anh. Kì, hay tê. Chân anh ấy như kiểu là, ui, kéo.
Trần Đình Tiến Minh như kiểu là gắn gắn cái gì, Trần Đình Tiến Minh như kiểu gắn motor và chạy nhanh cái khủng khiếp. Ơ tím gặp phải đang à, đánh luôn trận này được không? Lên vãi cả cuối đi. Sau trận này Hải Đăng đánh mọi người ạ, luôn sân này luôn. Momota gặp Cao Cường với đúng rồi ạ, giải cái gì á, giải sắp tới là anh Cao Cường gặp mà Momota, còn Tiến Minh gặp Lindan, hay thế. Ui u bảy bao nhiêu rồi? Anh Tiến Minh đánh hay quá. Đối thủ nào gặp anh Tiến Minh thì cũng chỉ được xếp đầu thôi. À Đình Hoàng thì cũng là một tay vợt cực kỳ triển vọng. Đình Hoàng khỏe lắm anh em ạ. Đình Hoàng mới sinh năm 2003 luôn mà Đình Hoàng khỏe lắm. Đình Hoàng hay thế. Trường đánh hay quá. Đúng rồi, vô địch thế giới. Vô địch thế giới anh Tiến Minh gặp Lindan. Để xem anh. Ok em, chào 350 người anh xem nhá. Cảm ơn mọi người đã ở đây xem live của em. Như là những ai đang xem hãy giúp em chia sẻ lên chợ cầu lông được không ạ? Tiền Tuấn đánh hay. Tiến Tuấn với Hải Đăng đánh hay lắm. Dạ. Nhưng mà Tiến Tuấn. Ui. Hay quá. Sau trận này Hải Đăng đánh. Cảm giác như đánh với anh Tiến Minh, cảm giác như không biết đánh đâu chết ạ. Rất cố gắng, vẫn còn. Rồi đeo xong quả này thì chỉ có hết hơi luôn. Chết rồi. Mọi người ơi, máy em sắp hết pin rồi. Không biết ai có sạc nào. Chết rồi. Hết pin rồi. Kiếm đâu sạc bây giờ nhỉ? Có ai có cái sạc, có cái dây sạc nào không ạ? Ôi, có ai có dây sạc nào không vậy? Trời ơi, anh Tiến Minh đánh hay phết. Ai bình luận câu đấy vậy? Anh Tiến Minh là số 1 Việt Nam lại không đánh hay. Ok mọi người ơi, có ai đang xem có cái dây sạc nào không cho em mượn được không? Mọi người, máy em sắp hết pin rồi mọi người ạ. Em đã quên không mang. Chết rồi, không ai có dây sạc nào nhỉ?
dưới rồi. Cảm ơn anh trọng tài đã cho mượn cái sạc. Mọi người ơi, em vừa mượn được cái sạc rồi. Không lo nữa rồi. Ok anh em. Trận Hải Hải Đăng nhá. Hải Đăng gặp Thạch Văn Tuấn. Hải Đăng đánh anh em ơi. Em chào anh Đinh Trung Kiên. Chào Cường Trần nha. Còn pin à? Mượn được sạc rồi ạ. Mượn được anh trọng tài. Trận thi đấu bên cạnh thì Tiến Tuấn đang dẫn 20-13 rồi. Kết thúc rồi. Anh thua. Hải Đăng mặc áo. Hải Đăng đánh tay trái mặc áo màu đen. Mở anh em. Cầu ngoài sân. Mọi người ơi, mở hay là mọi người xem mở có mở không ạ? Đúng rồi, chắc là Hải Đăng gặp chắc là đang sạc vừa sạc vừa quay nó mờ mọi người ạ. Hải Đăng gặp Thạch Văn Tuấn. Nói chung là đánh với Hải Đăng thì Hải Đăng là một tay vợt cầu ngoài rồi, 5-0 rồi. Nhưng Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Hải Đăng là một tay vợt trẻ đang là triển vọng nhất. Ui, tay vợt trẻ triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam. Hải Đăng sinh năm 2000. Còn Thạch Văn Tuấn thì 2002 sao á. Nhưng mà Hải Đăng đánh hay lắm. Hải Đăng là thần tượng của Quốc Học. Hôm qua được đánh với Hải Đăng. Cầu ngoài sân rồi. Điểm số 2-5. Cảm nhận khi đánh với Hải Đăng là sướng rồi ạ. Đánh với thần tượng mà giả sướng. Ở nhà ước được gặp Hải Đăng, đi thi đấu được gặp luôn. Giả sướng à. Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Bền lắm, khỏe lắm. Đập cầu tốt. Điểm số 6-2.
Hải Đăng là như Mumuta. Cầu không qua lưới, điểm số 72. Đúng rồi. Sướng mà. Được đánh với Hải Đăng mà này, đánh với thần tượng mình là sướng. Thần tượng của em là Hải Đăng mà. Thần tượng của em là Hải Đăng nên là được đấy. Cầu không qua lưới. Nói chung đánh với Hải Đăng mình phải ấy cơ, không là Hải Đăng đánh vừa bền vừa nói chung đánh đẳng cấp. Mở thế nhỉ. Điểm số 13 rồi. Đánh với Hải Đăng mà không sung thì chắc chỉ lên được 10 quả thôi. Mọi người xem nhá. Hải Đăng bền lắm, Hải Đăng đánh kinh hay lắm. Cầu ngoài sân. Điểm số 11-3. Máy kiểu máy hết pin á, máy hết pin nên là sạc dự phòng nên là chắc nó mờ thôi. Trời ơi. Ôi mạng lag thế. Nghe vẻ nét nét hơn rồi đúng không? Nét hơn chưa? Nét hơn rồi, nét hơn rồi. Anh em xem thì nét hơn chưa? Nếu mà nét hơn rồi thì ok. Úi dồi, đập cầu kìa. Quá hay. Trời, mang quân vào chợ. Thế em đi với nhau rồi.
ngoài đi về, ở ngoài đấy về. Tí nó rốt ở đấy thì ai mang cơm cho. Tí nó rốt ở đấy ai mang cơm. Điểm số đang ăn hay quá. Thạch Văn Tuấn đang rất cố gắng. Hải Đăng đánh hay lắm. Nói chung các tay vợt gặp Hải Đăng thì nó... Úi dồi, hay thế. Hải Đăng này bình tĩnh lắm mọi người ạ. Cầu ngoài mất rồi. Mười bốn năm rồi. Không ạ, đây là Hải Đăng gặp Thạch Văn Tuấn đó. Toàn là những tay vợt tài năng. 15-4 rồi, trời ơi. Hải Đăng đánh như Mumuta. Hải Đăng đánh hay lắm. Anh em chia sẻ video giúp em đi ạ. Hải Đăng là một tay vợt tài năng nhất của cầu lông Việt Nam bây giờ. Tay vợt trẻ tài năng nhất. Cầu ngoài rồi. 16 năm rồi. Chào Phạm Quang Ninh nha. Điểm số 16 năm. Cầu tốt. Điểm số 6-16. Ok Ninh nhá. Chào Học Nguyên nhá. Hải Đăng đánh hay lắm anh ạ. Lê không, không phải mua vé anh ơi. Ở đây không phải mua vé gì hết. Ai đến xem thì đến thôi ạ. Hay thế. Một phát chém cầu tốt. Điểm số 76. Không phải mua vé gì đâu ạ. Mọi người chia sẻ video giúp em lên chợ Cổ Lông đi ạ. Hải Đăng đánh nó không đập nhiều đâu, nhưng mà đeo bám hay lắm. Cầu ngoài sân. Thu Hải Đăng là bình thường anh ạ. Hải Đăng là đang là số 2 Việt Nam. Và là ở giải đấu này Hải Đăng xếp hạt giống số 2 theo sau anh Tiến Minh. Chị Trang đang đánh nhỉ. Nhìn chị Trang 9-1. Thạch Văn Tuấn 17-7. Hải Đăng thì tương lai thì sẽ thay thế Tiến Minh. Ô, ngồi đây chẳng ai. Em mới qua đâu á. Hả? Em mới nó qua. À. Em mới đi lên. Cầu ngoài mất rồi. Em thua 21-19, 21-18 này ạ. Điểm số bao nhiêu rồi? 19-7. Hải Đăng anh ạ. Dạo gần đây Đức Phát gặp Hải Đăng. Hải Đăng thắng. Hải Đăng toàn thắng thôi. Hải Đăng bây giờ đánh hay lắm. Hải Đăng chỉ sau hôm nọ thắng ở Cao Cường. Hay chưa? Đánh với Hải Đăng mà không. Chúng đánh với Hải Đăng phải sung cơ. Không thì Hải Đăng đeo cầu tốt lắm. Đánh một tí hết pin. Không sung là hết, đánh được một tí là hết sạch pin. Cầu ngoài sân. Điểm số bao nhiêu? 8-20. Thạch Văn Tuấn cũng là một tay vợt đang tập trên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đập cầu không có lưới. Điểm số 9-20. Ơ nhà em gần đây à? Bao nhiêu? 5-6 cây. À. Ra lâu chưa?
Hải Đăng mấy giải gần đây đánh với Đức Phát thắng mà. Hải Đăng thắng ở Cao Cường. Nhưng mà Hải Đăng với Cao Cường thì ngang nhau, anh Cao Cường vẫn nhỉnh hơn. Nhưng trận hôm nọ đại hội Hải Đăng đánh thắng. Hay thế. Đúng rồi. Quá hay. Điểm số 21-9. Khiếp. Mọi người thấy Hải Đăng đánh hay không ạ? Mọi người chia sẻ video giúp em đi, của vũ cho Hải Đăng là tay vợt triển vọng nhất của trẻ của cầu lông Việt Nam. Chỉ có Hải Đăng may ra thì với sau này chúng ta mới bây giờ có Tiến Minh, không biết sau này có Hải Đăng có làm được việc đấy không. Nhưng mà Hải Đăng quá tốt chất. Lệch lắm. Ok. Hải Đăng đánh Achok 99 3U nhá. Hải Đăng sinh năm 2000 ạ. Hải Đăng đang tập luyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tập cùng anh Tiến Minh và Cao Cường ạ. Đấy, huấn luyện viên đang chỉ đạo Hải Đăng. Không biết nói gì nhưng mà như kiểu pưng pưng là sao. Huấn luyện viên quan trọng lắm. Có huấn luyện viên chỉ đạo cho mình vừa tỉnh táo hơn, với huấn luyện viên chỉ đạo cho mình cách đánh. Huấn luyện viên quan trọng lắm. Không có huấn luyện viên mất lối luôn. Em chào anh Nguyễn Xuân Trường. Hải Đăng đánh như kiểu nó chẳng mất tí sức nào ạ. Ba U là nặng anh ạ. Vợt Achok 99 Achok 99 là đã nặng rồi nhá. Ba U còn nặng nữa. Nếu mà tay bình thường phong trào thì không chơi được ba U đâu. Ba U 99 nặng lắm. Tay phải khỏe mới đánh được cơ. Chào Tuấn Anh Dương nhá. Anh em chia sẻ với em giúp em đi ạ. Để cổ vũ cho xem Hải Đăng đánh ạ. Tiến Minh thắng rồi ạ. Tiến Minh thắng rồi. Đâu quá. Trận đấu thứ hai giữa Hải Đăng và đúng rồi, phải hô lên. Thạch Văn Tuấn. Ok, chàng Ngọc Bách. Võ Bảo Thiện không? Võ Bảo Thiện có quốc tịch Canada rồi. Đánh ở bên Canada rồi. Đúng rồi, Hải Đăng áo đen ạ. Hải Đăng là tay vợt đang là tay vợt trẻ xuất sắc nhất của cầu lông Việt Nam bây giờ nhá. Hay thế. Cầu không qua lưới. Điểm số 1-2. Hải Đăng có những pha chém cầu và những pha kéo lưới. Kéo xuống phát luôn, nhanh. Khó chịu. Điểm số 1-2. Ý, chém cầu khó chịu lắm. Ý. Cầu ngoài sân. Anh đánh 88 đi 3 U. Điểm số 2 đều. Hay thế. Ý. Ui ôi. Cầu ngoài sân. Cầu xuống nách. Đánh cầu xuống nách. Hải Đăng đánh với Thạch Văn Tuấn ạ.
Thạch Văn Tuấn Hà Nội. Đều là những tay vợt đang tập tại đội tuyển quốc gia. Hay quá. Đúng rồi, phải hô lên. 4-2. Điểm số 4-2 cho Thạch Văn Tuấn. Đánh với Hải Đăng phải hô lên. Không hô là coi như là ỉm luôn đấy. Còn ngoài sân, điểm số 3-4. Cầu Zonex 900.000 một hộp. Hình như thế. 900 hay là 1 triệu chẳng biết, hình như 900. Nói chung từ 700 đến 1 triệu. Cầu Zonex đánh tiêu chuẩn quốc tế anh sướng lắm. Đánh chuẩn lắm. Nếu mà mình không đánh quen thì mình thấy nó hơi bay thôi, nhưng mà nếu mà đánh quen rồi thì đánh sướng lắm. Ngoài rồi. Anh cảm ơn Hoàng nhá. Hoàng chia sẻ với em giúp anh ạ. Ok, những ai đang xem. Alo ạ. Alo ạ. Cháu đây ạ. À? Cháu đang xem, tối cho mới đánh. Vâng ạ. Tối cho đánh. Hôm qua thua rồi, hôm qua đánh đơn thua rồi. Vâng. Vâng, tối đánh tiếp. Vâng, ông ăn cơm chưa? À vâng. Cháu đang xem đánh. Vâng vâng. Điểm số 4-5 cho Hải Đăng. Ok, mọi người, những ai đang xem cho Học cái chia sẻ lên chợ cầu lông đi. Vào xem Hải Đăng đấy. Hải Đăng là thần tượng của Học. Cầu tốt. Tốt đấy ngoài. Hải cầm cầu là tốt ở ngoài rồi. Cầu ngoài sân, điểm số 5 đều. Em chào anh Trương Bá Hoàng ạ. Không ạ, tùy chỗ anh ạ. Ở chỗ này thì 900 một hộ, em thấy 890.000 một hộ. Điểm số 6-5. Điểm số 6-5 nghiêng về Thạch Văn Tuấn. Xét 1 là Hải Đăng thắng 21-9. Xét 1 Thạch Hải Đăng thắng 21-9. Xét 2 đang tỷ số đang nghiêng về Thạch Văn Tuấn 7-5. Cái gì? Hải Đăng thắng. Em không xem à? Điểm số 6-7. Ở đấy thì Học nhìn ở ngoài, nhưng mà trọng tài, trọng tài là cha là mẹ. Tối anh không biết ạ. À, tối gặp Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Điểm số 8-6. Cầu không qua lưới. Điểm số 7-8. Lắc cầu rất xoáy nhưng mà hơi chưa qua lưới. Hải đang đánh bình tĩnh không? Cầu ngoài sân, điểm số 8 đều. Hải thế. Đập cầu tốt. Điểm số 9-8 cho Thạch Văn Tuấn. Hải đang ở Thành phố Hồ Chí Minh anh ơi.
chưa rồi. Cứ quay này là mãi mãi lag không. Hải Phòng quân ai đánh không? Dạ. Còn ai đánh không? Có chứ nhiều lắm ạ. Thì Ngọc Mai. Và thì ông ai đấy Giang quân anh không? Giang qua. À Giang đánh, em không rõ trận đấy nhưng mà hình như Giang thắng hay sao. Còn đôi nam nữ nhiều lắm ạ, Hải Phòng còn nhiều lắm. Hải Phòng còn đôi nữ, đơn nam, đôi nam cũng nhiều. Cầu ngoài sân điểm số 11-9, set 1 Hải đang thắng 21-9, set 2 đang dẫn 11-9. Anh An Thanh Huy, anh chưa thấy đánh em ạ. Em chào anh Huy. Anh tối đánh thôi. Tối. Tầm 8:30. Cầu ngoài sân. Em chào anh Trần Quang, chào mọi người nhá. Chào Trần Ly nhá. Ai đang xem cho học chia sẻ đi. Bao giờ phải xem Hải Đăng với Tiến Minh đánh phê. Hoặc là Hải Đăng với Đức Phát. Hải Đăng Cao Cường. Ừ gặp nhau mà. Mọi người ạ. À, chỉ chắc ngày mai là mọi người sẽ được xem những trận đấu ví dụ Hải Đăng gặp Cao Cường chẳng hạn. Hoặc là Hải Đăng gặp Đức Phát. Và những trận siêu kinh điển. Lúc đấy mới đáng xem. Lúc đấy xem mới hay. Hay thế. Hải Đăng này bình tĩnh lắm. Đập thế không chết đâu. Nó đánh nó không vụn. Bình tĩnh lắm. Ui. Hay chưa? Hay quá. Đình Hoàng thắng ạ. Đình Hoàng thắng rồi nhá. Đình Hoàng đã xuất sắc thắng Thu Thảo Đồng Nai 12-9 rồi. Mọi người xem mạng có mọi người xem mạng có rõ không ạ? Ai đang xem cho em biết mạng có rõ không? Chia sẻ video giúp em được không ạ? Điểm số 12-9, cầu ngoài rồi. 13-9 rồi. Anh em xem mạng có rõ không ạ? Nếu mà lag thì bảo em với để em còn chỉnh. Điểm số 13-9. Chân Hải Đăng bon lắm. Ờ đúng rồi, Hải Đăng cứu cầu kinh lắm. Cầu không qua lưới. 14-9. Hải Đăng đi mổ mắt, ngày xưa đeo kính cơ. Bây mổ mắt rồi không phải đeo kính nữa. Hải Đăng bị cận bao nhiêu nhỉ? Cận không rõ cận bao nhiêu nhưng mà ok, nếu mà nét thì tốt rồi mọi người ạ. Đình Hoàng thì không bằng Hải Đăng. Đình Hoàng gặp Hải Đăng rất là nhiều rồi nhưng mà nói chung mà các vận động viên gặp Hải Đăng thì em thấy toàn lên được có 10 quả rồi. Đình Hoàng gặp Hải Đăng cũng lần nhưng mà lần này thì không biết, lần này Đình Hoàng chắc sẽ cũng phải cố gắng hơn. Nhưng mà hầu như các vận động viên trẻ gặp Hải Đăng toàn thiên lên được 10 điểm rồi. Hải Đăng đánh hay lắm. Điểm số 16-9 rồi. Chết rồi.
bắt đầu lag lag rồi. Mười sáu chín toàn lên được 10 quả đó mọi người ạ. Hải đang đánh hay lắm. Dã rồi. Ui đập tốt chưa. Những pha cầu ấy nhìn như kiểu Momota á. Chưa đánh Hải Đăng đã biết à, chưa đánh nó bật ra đợi sẵn này. Bắt bài rồi à. 17-9 rồi. Thạch Văn Tuấn cố ấy. Thạch Văn Tuấn cũng đánh với Hải Đăng mấy lần rồi. Nhưng Hải Đăng đánh hay lắm. Ngoài rồi. Có nghĩa là đánh với... đánh với Hải Đăng thì kiểu Hải Đăng bền lắm. Thứ nhất hả? Chưa. Ok, xong trận này sẽ quay mấy trận đơn nữ. Có mà. Hay. Hay quá. Điểm số 29 mọi người ạ. Xét 1 219, xét 2 vẫn 219 à? Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Hải Đăng là tay vợt trẻ triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam. Đang xếp số 2 Việt Nam sau anh Tiến Minh rồi. Cao Cường với Hải Đăng. Đức Phát thua mà. Đúng rồi. Đúng ạ, tay vợt nào đánh với Hải Đăng thì cũng thế thôi ạ. Nói chung là mấy tay vợt trẻ đánh với Hải Đăng thì chỉ có Hải Đăng chỉ gặp tầm Đức Phát, Cao Cường với Tiến Minh thôi. Thì còn những gặp những tay vợt trẻ bình thường thì Hải Đăng đánh áp đảo lắm. Cao Cường, anh Cao Cường với Hải Đăng thì em không biết nhưng mà đánh như nhau thôi. Anh Cường vẫn nhỉnh hơn. Em nghĩ là anh Cường vẫn nhỉnh hơn. Anh Cường thì mấy hôm nữa mọi người khác được xem Hải Đăng với Cao Cường. Kết thúc rồi. Riêng Hải Đăng nhé, cứ đánh xong lại cầm quả cầu nhá. Cứ đánh xong lại cầm quả cầu. Ui, trận này hay luôn này. Đúng rồi. Hay quá. Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Cảm giác đánh xong cái gì? Đúng rồi. Anh không rõ. Trẻ lắm. Đánh đơn, 8D. Gãy rồi. Vì giải quốc tế thi xong. Ok, bây giờ sẽ đến trận đơn nữ rồi. Ngọc Mai gặp anh Thư. Anh buổi hay lắm trận này á. Anh Thư như kiểu đánh như Hải Đăng luôn. Đây trận nữ luôn này. Cho các bạn nữ xem này. Anh Thư tập với Hải Đăng. Đánh như Hải Đăng luôn. Thề luôn. Mọi người tím mọi người xem nhá. Hải Đăng 2K. Hải Đăng anh Thư tập với Hải Đăng nên là nhìn động tác hay là cách đánh chẳng khác gì Hải Đăng luôn. Mọi người xem nhá. Không nghĩ thì anh Thư thắng rồi. Mai đánh hay. Nói chung Mai còn trẻ lắm. Mai mới sinh năm
Tiến Tuấn với Hoàng Anh thì Tiến Tuấn xuất sắc thắng 2 set rồi ạ. Tiến Tuấn đánh hay. Tiến Tuấn với Hải đang đánh hay đó. Tiến Tuấn thắng anh Hoàng Anh rồi. 2 set. Đánh xong rồi ạ. Đúng rồi, đây là Mai Hải Phòng. Mai này sinh 2K4 hay 2K3 hay sao ạ? Phải không chẳng biết. Nhưng mà Mai còn trẻ lắm. Mai hình như 2K3 hay 2K4. Anh nghĩ thế thôi. Quang Huy 2K3. Thì mà nếu mà nhỏ tầm 2K4. Chị mà Mai tầm 2K3 gì đấy. À Thúy Linh đánh. Chị Linh đánh. Ui toàn trận hay rồi. Nguyễn Thúy Linh đang chị Linh cũng là thần tượng của em. Mai 2K4 đúng rồi. Mai 2K4 nhưng mà đánh hay lắm. Triển vọng đấy. Mai cũng đang tập trên đội tuyển quốc gia. Anh Thư thì đang tập ở đội tuyển quốc gia ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nhìn anh Thư đánh không khác gì Hải Đăng luôn. À đây là nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai ạ. Nhìn em đánh giống Hải Đăng không? Có khác gì đâu. Nhìn xem. Ui. Hồ Chí Minh luôn ta. Em nhìn đánh y xíu. Đúng không? Điều cầu y chang chặt thẳng kia. Từ kê cầu nhá. Hất nhá, chém nhá. Đồng Quang Huy không, Đồng Quang Huy không. Nhìn nhá. Giống không? Mọi người có thể nhìn thấy anh Thư đánh đậu không khác gì Hải Đăng luôn. Từ cái động tác, từ cái cách đánh, từ cái di chuyển. Ngọc Mai bên này chị Linh đánh ấy. Nói chung chị Linh thì thắng rồi. Chị Linh đánh hay lắm. Chị Linh năm nay phải vô địch. Chị Linh vừa sinh gái vừa đánh hay. Chị Linh 97. Ok, anh em có thích xem Thúy Linh đánh không ạ? Chị Linh là hoa khôi rồi. Hoa khôi cầu lông Việt Nam. Vừa có tài vừa. Chị Thúy cũng đánh hay. Chị Linh ở Phú Thọ. Chị Linh quê ở Phú Thọ. Chị Linh ngày xưa là tập cùng độ với anh ấy. Chị Linh là tài năng ấy. Đúng rồi ạ. Chị Linh vừa có tài vừa có sắc. Chị Linh vừa có tài vừa có sắc. Đấy mọi người nhìn thấy em. Nhìn thấy anh Thư đánh như Hải Đăng ạ. Thấy không? Từ quả kéo lưới giống luôn. Đúng là tập cùng nhau. Anh em thích xem thì chị Linh đánh không ạ? Chị Linh thì đánh trận này thì thắng rồi nhưng mà lệch. Điểm số 3-0. Quay cho chị Linh đánh nhá. Được, em thích xem chị Linh đánh. Đấy, idol ấy. Ui dồi, nhưng mà quay này không nhìn được hết được cầu em ạ.
mở nhỉ. Đâu? À. Nói chung là chị Linh thì trận này thắng rồi. Nói chung là lệch xem nó không hay á, 7-0 rồi. Đúng không? Thua luôn đúng. Dạ. Nói chung là trận đấu này thì lệch mọi người ạ, vì đẳng cấp chị Linh nó khác rồi. Chị Linh đẳng cấp B quốc tế rồi. Nên là các tay vợt trẻ đánh với chị Linh không chịu được đâu. Nên là chúng ta nên là thôi quay trận bên này đi. Trận bên này thì cũng thế. Xem Mai đánh đi. Không nhìn rõ. Anh em còn trận này hay luôn anh em ạ. Anh học bao giờ đánh để em bỏ làm em xem. Thôi em ạ, cứ ở nhà xem Liver thôi, tội gì bỏ làm gì. Anh cảm ơn.